Giải Asian Cup 2019 mới diễn ra được vài ngày nhưng nó đã tạo ra rất nhiều bất ngờ. Ngay từ trận khai mạc thì đội chủ nhà UAE suýt chút nữa đã trắng tay với Bahrain khi mà họ bị họ cầm hòa 1-1. Tiếp theo sau đó là Jordan đã quật ngã đương kim vô địch Australia. Và đến lượt đại diện Nam Á là Ấn Độ đã khiến cho người Thái choáng váng với thắng lợi 4-1. Những bất ngờ này chính là những cái cơ sở để cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng vào những điều tưởng chừng như là khó qua ở bảng D tại Asian Cup 2019 này. Năm ngoái thì các đội tuyển quốc gia dưới thời ông Park đã khiến hàng triệu cổ động viên nước nhà ngất ngây khi viết nên bao kỳ tích từ một tập thể không được đánh giá cao. Và sau những bất ngờ đã được dẫn chứng thì các cổ động viên càng có niềm tin hơn vào đội tuyển Việt Nam lần này. Trong những buổi tập trước lượt trận mở màn ở bảng D, huấn luyện viên Kantanek đã không giấu ý đồ chơi bóng bổng trước các đối thủ. Đương nhiên Việt Nam là đối tượng được nhắm đến trước tiên. Ông Kantanek yêu cầu các học trò chơi bóng bằng tay và pha dứt điểm cuối cùng đến cầu môn là phải dứt điểm bằng đầu. Và điều đó sẽ là một thử thách cho hàng thủ Việt Nam khi lâu nay các đối thủ xác định được điểm yếu bóng bổng của đội tuyển mỗi khi bước ra sân chơi lớn. Không chỉ những trung vệ như Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Dũng phải tập trung, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ bố trí đội hình thấp để chống những pha lên bóng của Iraq. Và sẽ không có hiểu khi mà Quang Hải và các đồng đội sẽ để đối thủ kiểm soát thế trận. Việc hạn chế những pha phạm lỗi nguy hiểm trước cầu môn cũng là điều mà học trò ông Park phải rất lưu tâm. Iraq đã tập kỹ các bài bóng bổng để sẵn sàng khoan thủng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Điều huấn luyện viên Kantalek sẽ phải lo lắng về đối thủ chính là thời gian. Nếu không sớm có bàn thắng thì sự nôn nóng của Iraq có thể sẽ trở thành hiểm họa. Với tâm thế cửa trên, Iraq đặt mục tiêu 3 điểm để cạnh tranh vé đi tiếp. Họ sẽ có sơ hở nơi hàng thủ trước sự nhẫn nại của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở đẳng cấp châu lục hiện tại, Việt Nam chỉ có thể hy vọng vào lối đá phòng ngự phản công đã nhuần nhuyễn dưới thời ông Park. Thay vì mơ thắng hay thắng đẹp bằng lối chơi kiểm soát bóng phần lớn thời gian, mục tiêu của đội tuyển lần này chỉ là phấn đấu qua từng trận một. So với các đối thủ, đội tuyển Việt Nam có lẽ là tập thể tập trung lâu nhất khi huấn luyện viên Park Hang-seo đã có 3 tháng ròng rã rèn quân với học trò. Sự gắn kết các cầu thủ là điều đã được hình thành, trong khi nhiều đội tuyển dù tập trung hàng loạt tinh binh, họ cũng không có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau. Sau những thành công, cổ động viên nước nhà tiếp tục đặt kỳ vọng vào đội tuyển Việt Nam tại đấu trường đẳng cấp nhất châu Á. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và thực tế là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thất bại trước Ấn Độ của Thái Lan, đội tuyển từng chê đối thủ đến nỗi từng từ chối thi đấu giao hữu khiến cổ động viên Việt Nam hả hê. Nhưng điều đó cũng không khiến bóng đá Việt Nam mạnh lên, mà bài học mà người Thái dạy cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo về sự tự tin, không nên lấy đối thủ làm kim chỉ nam cho từng bước đi. Có lẽ lúc này thì người Thái đang ao ước họ sở hữu một huấn luyện viên tầm cỡ như huấn luyện viên Park Hang-seo để đưa đội nhà đi đúng hướng. Ở lượt trận mở màn, đối thủ cùng bảng tại vòng loại với Việt Nam là Jordan cũng đã khiến châu lục rung động với trận thắng với tỷ số tối thiểu trước nhà đương kim vô địch Australia. Biết người biết ta, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần nỗ lực tối đa từng trận một, đó đã là món quà tri ân cho cổ động viên nhà. Trong những buổi tập đấu đối kháng gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên sử dụng 3 trung vệ, nhiều khả năng đấu Iraq thì tuyển Việt Nam sẽ chơi với đội hình 3-4-3. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân ở bảng D gặp Iraq vào lúc 23 giờ tối nay, tuy nhiên thì đến lúc này có rất nhiều thông tin đã được tiết lộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 tiền đạo, thậm chí chơi tất tay với Iraq, đối thủ từng ôm hận trước Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á cách đây 1 năm ở Thường Châu, Trung Quốc. Bộ ba trung vệ chơi ở hàng thủ Việt Nam ngay trước mặt Văn Lâm rất có thể sẽ là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, hai cầu thủ chơi ấn tượng tại AFF Cup 2018 và vị trí trung vệ thứ ba có thể sẽ là Thành Trung hoặc là Tiến Dũng. Với một đội bóng giàu thể lực như Iraq, huấn luyện viên Park Hang-seo cần những gương mặt cơ bắp ở tuyến giữa như Hùng Dũng và Huy Hùng. Như thường lệ thì Trọng Hoàng và Văn Hậu sẽ chơi ở hai biên, lên công về thủ cùng đội bóng áo đỏ. Quang Hải gần như sẽ được đẩy lên cao chơi như một tiền đạo ảo, quấy đảo khung thành đối phương, trong khi đó thì Tiến Linh và Văn Đức hoặc là Công Phượng sẽ được áp sát khung thành Iraq. Nếu chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, rất có thể đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra sự khác biệt và đánh phủ đầu khiến đối phương choáng váng. Chuyên gia người Hà Nội ông Phan Anh Tú đã cho rằng là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều cơ hội giành ít nhất một điểm ở trận ra quân lần này. Trong buổi họp báo trước trận thì huấn luyện viên Sreko Kantanek đã tự tin vào việc là sẽ giành 3 điểm trước Việt Nam.
thì ông Phan Anh Tú đã nhận định về vấn đề này như sau. Nguyên nhân dễ thấy nhất có thể là ông Kantanek đã nghiên cứu kỹ cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 thì tôi nhớ là huấn luyện viên Park Hang-seo từng thừa nhận bị U23 Iraq bắt bài và phong tỏa lối chơi trong cái thời gian hiệp phụ. Có thể Kantanek đã phát hiện ra những điểm yếu trong cách vận hành của tuyển Việt Nam và trong tay ông ấy có những nhân tố đủ sức để tận dụng những cái sơ hở này. Tuy nhiên thì đó chỉ là những cái toan tính trên giấy. Ngay chính ở trận cấp độ U23, Iraq nhìn ra được khuyết điểm của Việt Nam nhưng họ lại không thể tận dụng được triệt để và suýt nữa thì thua với tỷ số 2-3 trong hiệp phụ. Là đội cửa trên thì Iraq có thể đánh vỗ mặt tấn công dồn dập ngay từ phút đầu để mà ép Việt Nam vỡ trận. Ở trận Iran gặp Yemen tối qua ngày 7 tháng 1, chúng ta có thể thấy rõ là thể lực của các cầu thủ Tây Á ghê gớm tới mức nào. Iraq cũng vậy, trong tình huống lý tưởng thì họ muốn giải quyết nhanh chóng trận đấu bằng những cái bàn thắng sớm. Nhưng như vậy thì Iraq sẽ lộ sơ hở ở hàng thủ để mà Việt Nam sẽ khai thác. Bên cạnh đó thì tấn công lâu mà không ghi được bàn, cầu thủ Iraq sẽ mất nhuệ khí và sẽ có thể rơi vào cái trạng thái là bị cuống nếu mà Việt Nam phản công tốt. Rất khó để đoán định huấn luyện viên của Iraq thực sự toan tính gì cho trận đấu này. Dưới góc độ của chuyên môn thì phát biểu của Kantanek được xem là hỏa mù. Đối phương khiến Việt Nam nghĩ là họ chủ quan, dù thực tế thì trận ra quân nào cũng khó khăn. Riêng cuộc đấu này còn mang ý nghĩa quyết định cho cả hai đội, bởi lẽ là Việt Nam lẫn Iraq đều muốn giành một suất thứ hai trong bảng cùng với Iran để lọt vào vòng 1/8. Do đó thì lối chơi thận trọng dành cho cả hai mới là cái sự lựa chọn an toàn. Việt Nam chơi thận trọng là điều dễ hiểu, nhưng tại sao ông lại cho rằng là Iraq có thể tiếp cận trận đấu theo cái cách như vậy? Trả lời câu hỏi này, ông Phan Anh Tú cho biết là việc lựa chọn lối chơi như thế nào phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là tương quan lực lượng giữa hai đội. Lúc này thì Iraq xem Việt Nam là đối thủ 1/8/10, đủ sức gây nguy hiểm cho họ. Chúng ta đều biết là thế mạnh của Việt Nam nằm ở hai yếu tố. Thứ nhất là hàng thủ chắc chắn và phản công sắc sảo. Qua các cái giải đấu trong năm 2018, hàng phòng ngự của Việt Nam chơi cực kỳ kín kẽ, bọc lót tốt, phòng ngự từ xa rất hiệu quả và biết cách làm giảm nhịp độ hưng phấn của đối phương. Ba trung vệ của Việt Nam đọc trận đấu rất tốt và luôn thể hiện được những cái phẩm chất ấy ngay khi gặp cả những cái đối thủ mạnh. Cùng với hàng thủ này thì Việt Nam còn có sở hữu được hàng công có tốc độ và kỹ thuật tốt cùng những cái cầu thủ ở tuyến dưới biết treo những cái quả bóng vào điểm rơi vào những cái khoảng trống. Nếu Việt Nam phát huy được hết những điểm mạnh, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là thách thức cho bất cứ đối thủ nào. Iraq không phải ngoại lệ, muốn phá vỡ được tổ chức ấy của Việt Nam thì Iraq chỉ còn cái lựa chọn hoặc là họ phải ban bật nhanh để mà xáo trộn hàng thủ hoặc là phải có những cái tình huống cố định. Trong cả hai cách, Iraq đều cần cái sự nhuần nhuyễn và năng lực đủ tốt. Huấn luyện viên Kantanek mới dẫn dắt đội tuyển Iraq có 4 tháng và ông ấy có thể đọc trận đấu tốt nhưng các học trò của ông có phục vụ được những ý tưởng đấy của ông hay không mới là điều đáng nói. Gặp đội tuyển Việt Nam mới là bước đầu cho hành trình kéo dài gần 1 tháng. Trước mắt thì Iraq còn có Yemen và Iran. Thay vì mạo hiểm đá nhanh ngay từ đầu thì họ hoàn toàn có thể chọn một cách an toàn hơn. Trận đấu có thể là cái cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên, xem ai là người bình tĩnh hơn, ai ít mắc sai lầm hơn, rồi sau đó thì tùy vào diễn biến thực tế để mà tung ra đòn quyết định. Trừ phi là muốn giành đỉnh bảng, còn có một điểm ở trận ra quân vẫn đủ để Việt Nam và Iraq về nhì. Việc bước vào thi đấu ngay ở tại Asian Cup 2019 sau khi mà vô địch AFF Cup thì mang tới những cái thuận lợi và khó khăn gì cho đội tuyển Việt Nam? Thứ nhất thì thuận lợi của Việt Nam chính là khí thế đang lên. Thứ hai là lối chơi ngày càng hoàn thiện, ăn ý và chất lượng hơn. Việt Nam đang là một trong số những đội tuyển ở châu Á có lối chơi rõ nét. Các tuyển thủ chơi với nhau đủ lâu để mà thực hiện chuẩn xác những ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thứ ba là Việt Nam đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong suốt hành trình ở AFF Cup. Về khó khăn thì điểm đầu tiên mà nói thì có thể nói là các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp mạnh hơn nhiều so với khu vực Đông Nam Á. Thứ nữa là chúng ta mất yếu tố bất ngờ với các đội đã gặp. Gặp Việt Nam bây giờ thì các đội đều cảnh giác và phân tích kỹ cách vận hành lối chơi. Trong mắt các đội thì Việt Nam không còn là một cái đối thủ chiếu dưới dễ bắt nạt nữa. Thay vì vào sân chơi với cái tư tưởng là đá bình thường sẽ giành chiến thắng, Iran hoặc Iraq thậm chí đã nghiên cứu từng con người của chúng ta. Và trả lời câu hỏi là ông có nhắc đến cái việc là Iraq có thể nghiên cứu từng vị trí của Việt Nam hay không và tại sao phải như vậy, thì ông Phan Anh Tú cũng đưa ra những nhận định như sau. Việt Nam có những cầu thủ giàu tính đột biến.
Việc kèm Quang Hải thì rất khác so với cả kèm Văn Đức hay là kèm Công Phượng. Chính bởi vậy thì để hạn chế sự nguy hiểm của Việt Nam khi phản công, cầu thủ Iraq cần phải có những cái chỉ dẫn cụ thể. Chẳng hạn thì Quang Hải có bóng thì họ kèm xa hay là ở gần. Còn Văn Đức thì đang tranh chấp bóng thì cầu thủ bọc lót có nên xông vào hỗ trợ ngay hay là chờ nhịp thứ hai thì mới lao vào. Còn Văn Toàn có bóng ở nách thì che hướng tạt bóng hay là hướng rẽ vào trung lộ sẽ là tốt hơn. Khi mà chống phản công thì mỗi hậu vệ sẽ phải quyết định rất nhanh và gần như là không thể sửa chữa được những cái sai lầm này. Iraq không phải là không có bất lợi khi mà gặp Việt Nam. Mấu chốt ở sự liên lạc trong cái lối chơi ở bóng đá hiện đại thì đây là cái yếu tố quyết định, bởi một đội bóng đã được tổ chức tốt thì luôn chiếm cái ưu thế khi mà đối đầu với một đội chỉ gồm những cái cá nhân giỏi. Iraq không vượt trội hoàn toàn so với Việt Nam, vì thế thì họ cần phải có cái đấu pháp đủ tốt để có thể giành được cái kết quả có lợi. Cộng với lại cái thất bại ở giải U23 châu Á và thành công của Việt Nam trong thời gian qua thì Iraq có lẽ là tự hiểu là cửa thắng của họ ở trận này chỉ là 50-50 mà thôi. Và dự đoán về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq tối ngày hôm nay thì ông Phan Anh Tú cũng đưa ra những nhận định là hai đội nhiều khả năng sẽ cùng chơi phản công và chờ sai lầm của đối phương. Cả Việt Nam và Iraq đều muốn đối thủ của họ dâng cao để mà tung cái miếng đánh sở trường. Với Việt Nam thì cách chơi này đã được ông Park duy trì xuyên suốt trong cái giải đấu, những cái giải đấu ở năm 2018. Còn với Iraq thì họ có thể trông chờ vào lợi thế về thể lực trong khoảng 15 phút cuối sau khi mà đá cầm chừng nhưng mà va chạm quyết liệt ở cái thời gian đầu. Vì vậy thì cái vấn đề thể lực sẽ là vấn đề sống còn đối với đội tuyển Việt Nam trong cái cách chơi này.